Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Hà Nội Computer. Và đây là tàu nhanh công nghệ số thứ 24. Những tuần vừa qua thì đã đứng nhiều rồi. Hôm nay thì đổi tư thế một chút, ngồi xuống cùng đàm đạo với mọi người về những tin nóng công nghệ trong tuần vừa qua. Ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng điểm qua những tin chính nhé. 1. 3080Ti sẽ bóp hiệu năng đào coin như 3060. 2. AMD mang SDM tới cho Ryzen 3000. 3. Intel xác nhận 30 tháng 3 ra mắt Rocket Lake S. 4. Z490 của MSI hỗ trợ PCI Express 4.0. Thông tin đầu tiên trong tàu nhanh công nghệ số thứ 24 tuần này đó chính là việc RTX 3080 phiên bản mới sắp được ra mắt mang tên là 3080 Ti được cho là sẽ ra mắt vào trong thời gian gần đây thôi. Nói chung là mục đích chính của việc ra mắt 3080 Ti này đó chính là đi kèm với driver để làm hạn chế việc đào coin giống như là 3060 vừa mới làm gần đây. Với việc khóa cứng driver như vậy thì NVIDIA đã biến những chiếc card mới của họ giảm hiệu năng đào tiền ảo một cách đáng kể, và nói chung là nó sẽ giúp cho những chiếc card đó vô dụng khi mà chúng ta đào coin. Việc khóa cứng này cũng được thực hiện bằng cách sử dụng một khóa an toàn giữa BIOS, firmware và driver, khiến cho việc điều chỉnh driver hay là flash BIOS mà pháp sư Trung Hoa hay làm với các dòng RX trước đây của AMD trở nên vô dụng. 3080 Ti sinh ra thì sẽ nằm ở giữa cái phân khúc của 3080 và 3090. Nhưng mà nhìn chung thì về cấu hình chính xác của em nó ra làm sao thì vẫn là một ẩn số, như là dung lượng RAM hay là phần cứng chẳng hạn. Và tuy nhiên thì đây chắc chắn sẽ là một chiếc card dành chuyên dụng cho game thủ rồi. Còn chúng ta có mua được hay không thì đó vẫn chỉ là câu trả lời của NVIDIA mà thôi. Cùng với việc ra mắt chiếc RX 6700 XT thì mới đây AMD cũng đã thông báo rằng là họ sẽ hỗ trợ tính năng Smart Access Memory trên các CPU Ryzen 3000 của họ, trừ 3200G và 3400G. Hiện tại thì tính năng này chỉ hỗ trợ các CPU Ryzen 3 hay còn gọi là Ryzen 5000. Nhưng mà tới đây thì thông qua các bản update BIOS, anh em chúng mình dùng card AMD RX 6000 kèm với CPU Ryzen 3000 sẽ có thể trải nghiệm được rồi. Và theo những hiệu năng thử nghiệm thì tính năng này sẽ giúp tăng hiệu năng game của hệ thống lên tới là 10-15% tùy vào game. Khá là tốt đấy, nhưng mà đó thì chỉ mới hỗ trợ cho Gen 3 thôi, còn Gen 2 thì cũng chưa có gì chắc chắn cả. Vậy là sau rất nhiều những tin đồn đoán về ngày ra mắt của những chiếc CPU Rocket Lake S đến từ nhà Intel hay được gọi là Core i thế hệ thứ 11 thì chính thức vào ngày 30 tháng 3 tới đây chúng ta sẽ được đón chờ sự kiện ra mắt sản phẩm này. Thế nhưng mà có một điều kỳ lạ thay, đó chính là khi mà sản phẩm chưa ra mắt nhưng mà một nhà bán lẻ đến từ Đức có tên gọi là My Factory thì họ đã bán sản phẩm đó ra rồi, nhưng mà họ cũng chỉ bán trong nội địa Đức mà thôi. Về phía nhà bán lẻ thì họ nói rằng họ có đủ quyền và chứng thực để bán CPU, như vậy chắc chắn là đơn vị cung cấp hàng cho họ đã không hoàn toàn hiểu rõ về NDA là gì rồi. Và chắc chắn là trong thời gian tới đây, một lệnh phạt cho My Factory và đơn vị cấp hàng của họ gần như là chắc chắn. Theo như WCCF Tech cuối tuần trước thì đã cho đầy đủ bảng thông số của các CPU Rocket Lake S sẽ được ra mắt tới đây. Thực ra mà nói thì cũng không có gì khác những tin đồn lâu nay chúng ta đã thường nghe. Vẫn là i9 11900K 8x16 luồng, xung turbo boost tối đa là 5.3GHz và i7 11700K với mức xung xuống là 5GHz nhưng vẫn có đủ 8 nhân giống như là Core i9. Và thông tin cuối cùng trong bản tin ngày hôm nay đó chính là tin vui dành cho những bạn nào đang sử dụng mainboard Z490 của MSI. Thì sự khác biệt lớn nhất giữa Z490 và Z590 đó chính là việc hỗ trợ PCI Express 4.0. Thế nhưng mà vào thứ ba vừa rồi thì MSI đã thông báo một cái tin tức rằng họ đã cập nhật BIOS của họ và mở khóa cho ai đang sử dụng Z490 có thể sử dụng được PCI Express 4.0. Tuy nhiên để sử dụng các tính năng này thì anh em sẽ buộc phải dùng các CPU Core i thế hệ thứ 11. Tức là chúng ta sẽ chỉ tiết kiệm được một chút tiền năng mềm mà thôi. Và nếu nói thật thì hiệu năng giữa PCI Express 4.0 cũng không có quá gì khác biệt so với PCI Express 3.0, kể cả khi sử dụng tới RTX 3090 đi chăng nữa. Có chăng thì nếu anh em thích ngắm tốc độ cao thì có thể mua AMD Gen 4 về mà thôi. Vậy là tất cả những tin tức nóng hổi trong tuần vừa qua chúng mình đã gửi tới cho các bạn trong tàu nhanh công nghệ số thứ 24 rồi. Tuần sau sẽ có những tin gì thì đón chờ ở tàu nhanh công nghệ số thứ 25 được phát sóng thường xuyên vào 9:30 sáng chủ nhật hàng tuần nhé. Đã tới đây rồi thì mình cũng sẽ nhắc tới cho các bạn là Hà Nội Computer của chúng mình sẽ có những cái chương trình giveaway siêu to khổng lồ với mỗi 5.000 subscribe. Tức nghĩa là bây giờ chúng mình đang đạt là 119.400 sub rồi, chỉ còn thiếu khoảng độ tầm 600 sub nữa thôi là chúng mình sẽ có giveaway. Nên là anh em hãy kêu gọi nhau vào subscribe kênh để chúng mình giveaway to siêu to khổng lồ lần đầu tiên này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.